Một người dân đã gửi đến chương trình đoạn clip ghi lại màn va chạm giao thông kinh hoàng vừa xảy ra trên một tuyến đường ở Mỹ Yên, Bến Lức, Long An, khiến cho nhiều người có mặt ngay tại hiện trường không khỏi khiếp sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây nhé. Theo thông tin ban đầu, trước đó tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường. Người dân gần đó đang đến hỗ trợ người gặp nạn thì bất ngờ từ xa một chiếc xe container lao đến với tốc độ rất nhanh. Người dân gần đó liên tục quơ tay cảnh báo nhưng xe container vẫn lao đi nhanh. Hậu quả xe container đã va chạm với nhiều phương tiện tại hiện trường rồi lao vào nhà dân mới dừng lại. Hiện vẫn chưa rõ thông tin thiệt hại về người và tài sản. Nãy giờ đó vô là được rồi, ta chạy